chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Kudo Family nha. Thì em là Lê Tấn đây nha cả nhà. Thì ngày hôm qua cả nhà, con vợ em á nó cho cái màn cho nó đội cho em ăn hào cả nhà, làm em quê dữ lắm luôn cả nhà. Mà em tức quá trời đất mà không biết nói gì luôn á. Thì hôm nay cả nhà, sẵn nha, em ngồi đây em lướt Facebook TikTok rồi chơi cả nhà. Em mới nảy sinh được một cái màn cho nữa cả nhà. Giờ em sẽ cho ngược con vợ em lại nha cả nhà, thử phản ứng của nó khi mà bị em cho như vậy, còn nó tức tất cả nào nha cả nhà. Hôm qua tức dữ lắm cả nhà ơi, không phục thù nữa là em ấm ức lắm. Giờ em sẽ đặt nó quay nha cả nhà. Giờ em sẽ chọn miếng là xác tiếp nha cả nhà. Và cái màn cho nó như thế nào thì mời cả nhà cùng đón xem nha. Thì ok cả nhà, giờ em đặt nó quay xong rồi nha cả nhà. Em sẽ lấy điện thoại em coi hình gái và chai nước này á sẽ là dụng cụ mà để em cho ăn nhiều em nha cả nhà. Hôm nay phản ứng của đi yến là xác, mà khi thấy em làm như vậy á, thử coi nó có tức điên lên không nha cả nhà. Giờ mình cho nó như thế nào mà cả nhà đón xem nha. Hôm nay vô ngủ nè. Anh vô ngủ nè, làm gì ngồi đây vậy? Khuya cũng vô ngủ làm gì trời? Làm hành động gì vậy? Nó làm gì đó. Coi hình nhớ nào vậy? Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Đi coi hình nhớ nào đó, đi vô đi ngủ đi. Anh mới coi hình con nhỏ nào? Coi đâu? Có đầu không? Trời ơi! Em hỏi anh mới coi hình con nhỏ nào? Từ từ. Rồi anh làm hành động gì vậy? Không làm gì đâu, nó là không quá bình thường mà, có gì đâu, em ngộ vậy? Làm vậy mà bình thường hả? Đàn ông nào không làm vậy? Ê trời, là tôi gì? Em làm gì? Ủa anh có sao anh không xài mà anh làm hành động đó? Em làm nó không có ra. Rồi anh có hình gái nữa. Em làm nó không ra được không? Rồi anh tới số với tôi bữa nay nè. Mà thấy mà tao tức cơ, chưa giờ mà tao tức vậy á. Trời ơi Kỳ cục sao em đi vô đi, em làm đó không được thì em đi vô đi. Sao không được?
Đi thôi cuộc đời người ta đi. Anh nghĩ sao anh nói cậu không được vậy? Rồi nhớ có câu này nha, ghi nhận câu này suốt đời luôn nha. Anh đã là con hình gái mình để mới đã phải không? Trời ơi trời. Trời ơi giờ là không đã chưa tức lắm rồi cả nhà ơi, nó vừa trong bếp nó làm gì cho ông nữa cả nhà ơi. Bên nó có lấy dao nó được cái chém em nó nha cả nhà. Bên nó sáng nó giữ nó. Giờ em cầm cái chai không mà nó muốn lấy mua lú. Ồ, tán rộng cái. Mấy tìm hết cái đất nước Việt Nam này có ai mà nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương như tao không? Không hề. Em ơi, làm nó ra không được em ơi. Em tiếp anh cái ơi. Em. Em ơi, chết gì? Ai cho mình làm mấy cái đó? Hả? Trời trời, từ đó trời lần đầu tiên tôi bắt gặp cảnh này luôn á trời. Có vợ đàng hoàng chứ mấy, nhưng mà hả, ở mình đâu mà làm cảnh này nè trời. Anh làm hoài gì tao em không biết. Trời trời, bữa nay anh thừa nhận luôn hả? Ừ. Vậy thôi ly dị đi. Ủa, cái đồ ly dị, hả, cái đồ ly dị cho ngộ trời. Ủa chứ anh có vợ làm chi mà anh nói ha, nói vậy anh tự làm hoài. Vì chứ em làm tao không đã, chứ kêu cái gì mà anh tự làm. Phục dữ đúng là quý là sát. Mình muốn tôi hoài, lúc gặp em tôi sợ thì tôi đâu có cho em thời mà có trời đất á, chưa bao giờ mà biết chữ ai hết á, chưa bao giờ. Rồi mày xong rồi. Ui hoài đau chọc điên tôi nha. Anh chọc điên tôi gì không cho tôi đánh. Cái thằng này nó khùng mà trời, nửa đêm nó ra ngoài chứ cửa nó làm hành động này nè trời. Ngủ với vợ con không muốn đâu. Nó khùng rồi. Khùng rồi. Làm gì? Con giữ con chết, muốn cái gì cũng còn là biết sao. Chứ nó không còn đường nào để nó nói nữa hết trơn á. Đi nha. Đừng luôn giữ gì chọn, muốn chết luôn. Chính thôi, tôi ra chính thôi. Cả nhà ơi, nó tức nó quýnh em đau quá cả nhà, cái này không biết em bị cho nên là nó cho anh em không biết mà. Dạ, nó quýnh em. Đau quá cả nhà. Bây giờ anh vô chưa? Bây giờ anh vô chưa? Nhỏ nó hứt cái chổng rồi kìa. Rồi. Nghe không? Vô cái luôn em đau quá rồi. Đi vô, đi vô. Buông cái đầu tôi ra. Tôi kêu đi vô, nhỏ nó hết cái chổng rồi kìa. Buông cái đầu tôi ra, tôi đau rồi. Đi vô dỗ nó ngủ. À, em tự em dỗ đi. Tôi đang quay đi em. Chết trời. Luôn em đau quá cả nhà ơi. Đợi em trong giây lát nữa nha cả nhà.
Dạ, đợi nơi một chút nữa em sẽ chọn đây một lần nữa nha cả nhà. A few moments later. Thì ok, bây giờ em sẽ chọn miếng một cái chí mạng luôn nha cả nhà. Em ở cửa sẵn có gì em chạy nha cả nhà. Em đủ lắm nha. Trời, một khi em chọn nó là quýnh, là em muốn di mình luôn. Đẹp quá em ơi. Ủa anh thấy ngủ rồi sao ngủ vậy? Con gần anh nãy giờ á. Con gần anh vậy? Ngủ đây. Ủa chứ nãy giờ anh làm cái hành động gì? Để cho mình thoải mái nữa coi. Nãy giờ anh làm cái hành động gì mà chứ con gần. Anh làm cái gì đâu. Vô đi. Vô đóng đi. Đi ra đây chị ạ. Một là anh đi vô. Hai là hai cái chảo vô đầu. Vậy đúng không? Cho anh ta đang làm một chuyện nha. Một là anh đi vô ngủ, hai là cái chảo vô đầu anh. Má trời. Má. Vô. Em quay vô đây là anh đi vô nè. Em quay vô nè, anh vô. Nhanh quá ha. Quỷ này bữa nay nó gan lắm mà trời, tới số rồi. Mở cửa sẵn luôn, chạy nhanh quá ha. Ha. Vô nhà đây biết tay tao hả? Thời mà có trời đất á, chưa bao giờ mà biết chữ ai hết á, chưa bao giờ. Dẹp hả? Vô đây nhà. Vô đây em Thương. Vô em Thương. Sợ gì Thương? Cầm cái nước gì vậy? Lắc cái nước bây giờ đó. Chứ không phải quay tay hả? Quay tay cái cục gì. Anh đẩy nút cam vô anh lấy luôn. Bây giờ tiết đậu mà. Em để giờ là đi quýnh anh dữ vậy? Vậy sao nãy giờ không vô phòng lắp đi, mất mấy gì ngổ qua đây che lên về rồi lắp vậy vậy? Mấy gì ngổ qua đây che lên về rồi lắp vậy vậy? Đã hết chị đó, là hết chị đó, là hết chị đó. Bị khủng quá, chết rồi mẹ ơi. Quýnh hoài luôn, giờ anh ta lắp cho nước mấy giờ quýnh hơi nhiều rồi đó. Quýnh mày đỡ đau tay tao thêm á. Em quýnh tao lái buồn la đau tay nữa hả? Ủa con người vô duyên trời con dữ vậy hả? Lắc cho nước xong vô phòng lắc. Lắc một chút con cảm giác. Ây da, ây da. Gã đàn ông này thật là biến thái. Bấm biến. Biến gì? Tự nhiên tưởng ta bấm biến. Khùng hả? Vậy sao nãy giờ ông nói lắc chai nước đi. Nói gì chị? Sao nãy giờ ông nói đi. Nói gì nữa? Nói em sao có biết cho anh em được. Cho ông nữa hả? Hả? Chứ em nghĩ tôi có cảm đâu mà này phê tôi ngồi lắc cái nước mà nhìn khùng để cho em quýnh nãy dài á. Em má quay đập đâu nữa rồi cha. Mới có hết chơi cha lại có ngày một mà cái cha chơi nữa rồi. Dạ.
Ây da, ây da. Trời ơi. Chơi đi đâu hả? Ê, từ từ. Em đi đâu hả? Mới chơi cha có ngày một à, bắt đầu cha chơi lại nữa rồi. Chí nha. Ok cả nhà nha, em chọn miếng bây giờ đúng em đào quá cả nhà ơi, giờ em sẽ vô em chọc nữa nha cả nhà, nó đang nấu ăn ở trong bếp đó cả nhà. Hello chị Yến là sát. Trời ơi, sướng quá chị Yến ơi. À, thì ra mày chọn cái chết. Ôi, cái khô ăn cũng yên nữa. Cả nhà ơi, thấy nghĩ là sao cả nhà, khi mình chọc cái mỏ nó nóng luôn, cả nhà coi cái mỏ nó nhọn rồi cả nhà ơi. Trời ơi, thấy thèm đi chứ. Thì ok, cái màn cho anh em tới đây cũng là kết thúc nha cả nhà. Và nếu cả nhà thấy cái màn cho anh của em á hay á và ý nghĩa thì cả nhà cho em xin một like và một đăng ký nha cả nhà. Và cộng một lượt chia sẻ nha. Màn cho anh em ý nghĩa, không ý nghĩa chỗ nào đó. Ý nghĩa khi chọc được Yến là sát đấy cả nhà, nó chết chảo ra luôn cả nhà, thêm cả nhà. Ý nghĩa mới chịu à. Và nếu cả nhà có cái màn cho nào hay hơn nữa thì cả nhà hãy comment bên dưới nha. Em sẽ đọc cái màn cho, em sẽ cho Yến là sát nữa nha cả nhà. Giờ thì xin chào tạm biệt cả nhà, bye bye.